Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Nguyễn Hải Dương, chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh. Thì ngày hôm nay anh Nguyễn tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em. Đó là tủ kỹ thuật. Tủ kỹ thuật có nhiệm vụ này là để đựng và chứa các thiết bị âm thanh cho một cách gọn gàng, ngăn nắp và tiện dụng trong quá trình di chuyển cả một khối âm thanh đi một vị trí khác. Thì ngày hôm nay anh Nguyễn sẽ nhập hai mẫu tủ kỹ thuật. Mẫu nhất là mẫu tủ kỹ thuật bằng gỗ, đấy nhá, bằng gỗ, cái tủ kỹ thuật gỗ và các cái đường viền xung quanh nó được ốp bằng nhôm, rất là đẹp, tạo góc cạnh, tạo điểm góc cạnh và điểm nhấn, tức là rất là sexy, đấy, rất là đẹp. Thì đây anh Nguyễn có hai mẫu, mẫu thứ nhất là mẫu tủ kỹ thuật gỗ và mẫu thứ hai là tủ kỹ thuật sắt. Thì cái mẫu tủ sắt này anh Nguyễn đã bán rất nhiều trên thị trường. Bởi vì bây giờ anh Nguyễn, tại sao anh Nguyễn lại chuyển sang cái bán tủ kỹ thuật? Lý do là bán tủ kỹ thuật cho nó lành, vậy nó đỡ phải bảo hành như kiểu như là cục đẩy hay là vang hay số hay lặm hay là hai loa. Bởi vì tủ kỹ thuật bằng sắt thì chắc là em nghĩ nó không hỏng được. Cứ về cái là thích cái mẫu nào các bác điện cho anh Nguyễn là về cho xuống và nắp thiết bị âm thanh là xong. Đấy. Và tủ như em hoàn toàn có bánh xe đó nhá. Bánh xe cho nên anh Nguyễn nói bảo là di chuyển từ vị trí này sang vị trí kia rất là dễ. Thì các mẫu tủ như sau. Bác chú ý này, em có hai mẫu. Thứ nhất là mẫu tủ sắt. Và thứ hai là mẫu tủ gỗ. Đó là hai mẫu. Thì trong hai mẫu này thì em có tủ này U10, U12, U16, U20. Anh Nguyễn nhắc lại này. U12 này, U12 này. Đấy. U16, U16 này, đây là U16 này. U16. Và U20. Đó là mẫu tủ sắt. Còn sang mẫu tủ gỗ thì em cũng có mẫu tủ U16 này. U12 này. Và U10. Thì bây giờ anh Nguyễn sẽ giải thích các bác tại sao về phần U. Chúng ta từ U thì bác sẽ lắng nghe nhé. Có thể các bác có nhu cầu, các bác muốn dùng cái tủ mà nó kích thước như nào ấy thì các bác sẽ liên hệ với anh Nguyễn. Thì bác nhìn vào cái bảng thông số kỹ thuật đây. Về phần tủ này là U20 có chiều cao là 98, rộng 60. Và em lưu ý một chút này, tất cả bác nhé, tất cả các tủ kỹ thuật đều có chiều rộng từ đây sang đây này là 60. Bởi sao? Bởi tất cả thiết bị âm thanh người ta đều làm theo một cái quy chuẩn, tức là cái độ rộng nó là 60 này. Tức là cái lọc này, cái vang này, cái nén này, cái đẩy này, cái mic này đều có chiều rộng là 60. Còn độ sâu của nó nhá, độ sâu của cái tủ này là giống nhau. Sâu là sâu 7 hết, tất cả cái sâu này. Đấy, độ sâu là sâu 7. Còn rộng của nó là 60. Tất cả U10, U12, U16, U20 đều là sâu là 67 và rộng là 53 nhá, rộng 53, sâu 7, rộng 53. Còn nó chỉ khác là độ cao, thì bác nghe em giới thiệu nhá. U20 bác nhá, U20 tủ gỗ này, U20 tủ gỗ này cao là 49. U12 cao là 60. U16 cao là 75. Thế bác nhìn vào đây thì anh Nguyễn nhá. Cái dòng này, tủ gỗ này thì là U10 là cao 49. Các bác chỉ quan tâm em là chiều cao thôi. U10 là cao 49. U12 cao là 60. U16 cao là 75. Đó là phần tủ gỗ nhá. Còn sang tủ sắt. Anh nhìn cho em hộ chút ạ. Tủ sắt này. U20 là cao nhất là 98. U16 là 75, U12 là 62, còn U10 là 50. Đó, như em cung cấp từ U10, U12, U16, U20. Đấy là tủ sắt, còn tủ gỗ cũng vậy. Thì các bác chú ý này, tất cả cái bề rộng là giống nhau nhá. Cái độ sâu nó là giống nhau. Đấy, độ sâu giống nhau. Sâu thì của sắt nó là 60. Sắt là 60. Sâu là 53 đúng không ạ? Còn khác nhau mỗi chiều cao. Thế toàn bộ những cái gì mà anh Nguyễn giới thiệu các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936
583140. Em phân phối tất cả các dòng tủ kỹ thuật, tủ sắt, rồi là tủ gỗ. Đây là dòng tủ cao cấp đó nhá, trang trí cho phòng hát gia đình, rồi là phòng kinh doanh chuyên nghiệp, rồi ngoài trời rất là đẹp. Giá thành có sự khác nhau. Các bác có nhu cầu loại tủ nào, hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số máy 0936 583 140. Và giá cả các bác điện cho em thì anh Nguyễn sẽ báo giá từng sản phẩm một thôi nhá. Đây là các dòng, chủ yếu là dòng tủ 16 và tủ 20. U16 U20 là dùng cho sự kiện thôi. Còn gia đình ấy, chủ yếu mình dùng U12, U10 thôi nhá. Nhà gia đình ấy, chủ yếu là dùng U12 và U10. Còn sự kiện ngoài trời thì người ta dùng nhiều thiết bị thì mới cần đến những tủ là U16 và U20. Anh Nguyễn xin chào các bác và hẹn các bác. Gặp lại các bác ở các clip sau.